World Cup 2022 khép lại cũng là lúc mùa giải dành cho các câu lạc bộ lại được tiếp tục. Sau hơn một tháng chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ Man United cũng đã được chứng kiến đội bóng con cưng của mình thi đấu ngay tại thánh địa Old Trafford. Và thầy trò Erik ten Hag đã không khiến cho tất cả phải thất vọng khi đánh bại đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Championship là Burnley với tỷ số 2-0, qua đó chính thức ghi tên mình tại tứ kết Carabao Cup. Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo của Quỷ Đỏ nhằm chuẩn bị cho chặng đường khốc liệt và quyết định đến thành công hay thất bại tại mùa giải năm nay. Và ngay bây giờ, xin được chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận sau trận đấu tại vòng 4 Carabao Cup giữa Man United và Burnley của Random Football. Trước khi trận đấu diễn ra, các cầu thủ trở về từ World Cup 2022 đã hội quân đầy đủ và có buổi tập luyện cùng với toàn đội. Trừ hai ngôi sao là Lisandro Martinez cùng Rafael Varane phải thi đấu trận chung kết, những cái tên còn lại đều đạt trạng thái khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu với Burnley tại vòng 4 Carabao Cup. Tuy vậy, vẫn còn hai trường hợp không thể góp mặt, đó là Diogo Dalot chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và đội trưởng Harry Maguire bất ngờ bị ốm. Chính điều này đã khiến hàng thủ của Man United không có được lực lượng mạnh nhất, buộc Erik ten Hag phải xếp Casemiro chơi ở vị trí trung vệ, trong khi Aaron Wan-Bissaka có lần đầu đá chính ở một trận đấu chính thức tại mùa giải năm nay. Bù lại ở tuyến trên, Quỷ Đỏ đã xuất phát với nhiều ngôi sao trong đội hình chính như là Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Christian Eriksen. Đối thủ của Man United ở vòng 4 Carabao Cup, Burnley, đang bay cao ở Championship cùng huấn luyện viên Vincent Kompany. Burnley không chỉ phòng ngự hay mà còn tấn công cực tốt khi đã ghi 4-6 bàn sau 2-3 trận tại Championship mùa này. Họ đang tràn đầy niềm tin trở lại đấu trường Premier League sau một năm vắng bóng. Đội chủ sân Old Trafford nhập cuộc với nhịp độ vừa phải, chuyện hết sức bình thường vì đây là trận chính thức đầu tiên sau hơn một tháng của cả đội, nên ít nhiều các cầu thủ chưa thể lấy lại cảm giác tốt nhất trong những đường phối hợp bóng. Cơ hội đã đến ngay ở những phút đầu tiên, nhưng đáng tiếc là tài năng trẻ Alejandro Garnacho lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tuy vậy thì người hâm mộ cũng không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng. Phút 27, Bruno Fernandes thể hiện đẳng cấp của mình với cú phất bóng chính xác vào vòng 16m50. Phía trong chấn bé đù Wan-Bissaka có một tình huống kiến tạo đẹp mắt, giống y hệt những cú chuồi bóng mang thương hiệu của anh để giúp cho đồng đội Eriksen dễ dàng đặt lòng tung lưới Burnley ở cự ly gần. Trong một ngày hiếm hoi được đá chính, cựu sao Crystal Palace đã thi đấu cực kỳ nỗ lực. Anh thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán trong các tình huống phòng ngự, cùng với đó là những pha xử lý bóng tự tin hơn. Tuy vậy, anh vẫn chưa cải thiện quá nhiều ở khả năng hỗ trợ tấn công, mặc dù đã có đường kiến tạo đẹp mắt trong trận đấu này. Sang hiệp 2, Man United vẫn thi đấu chậm rãi nhằm đảm bảo thể lực và tránh chấn thương, nhưng không vì thế mà các ngôi sao của họ im tiếng. Chân sút đã ghi 3 bàn tại kỳ World Cup vừa rồi, Marcus Rashford thực hiện một pha solo đẹp mắt ở phút 57. Anh dốc bóng một mạch xuyên thẳng vào vòng cấm địa của Burnley, bỏ lại vài ba cầu thủ đối phương và dứt điểm chéo góc rất hoàn hảo, nâng tỷ số lên 2-0. Những phút còn lại, lần lượt Anthony, Fred cùng với Luke Shaw được tung vào sân nhằm tìm lại cảm giác thi đấu. Man United kết thúc trận đấu với thắng lợi chung cuộc 2-0, qua đó chính thức ghi tên mình vào tứ kết Carabao Cup. Một điểm trừ đáng tiếc đó chính là tấm thẻ vàng của Bruno Fernandes khiến anh phải vắng mặt ở trận tứ kết. Dẫu sao thì đây vẫn là một màn trở lại tuyệt vời sau World Cup 2022, giúp Quỷ Đỏ tự tin hơn cho chặng đường sắp tới, đặc biệt là ở đấu trường Premier League. Bây giờ, hãy cùng xem các huấn luyện viên đã chia sẻ những gì sau trận đấu này. Huấn luyện viên Erik ten Hag cảm thấy rất hài lòng sau thắng lợi nhẹ nhàng của đội bóng. "Chúng tôi đã chạm trán một đội bóng không hề dễ chơi, Burnley kiểm soát bóng tốt, không dễ để gây sức ép lên đội bóng như vậy. Nhưng tôi nghĩ Man United đã làm được nhiệm vụ trên. Tôi vui vì chiến thắng này, nhưng rõ ràng cầu thủ vẫn cần cải thiện nhiều điều khác. Tôi nghĩ rằng sau quãng nghỉ dài, thật khó để cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp lại với cả đội. Nhưng ở trận đấu này, cầu thủ của tôi đã làm được. Tôi đã xây dựng một kế hoạch riêng, dù chưa được thực hiện ở 100%, nhưng có thể thấy Man United đã tuân theo những quy định mà tôi đưa ra." Về phần huấn luyện viên Vincent Kompany, ông tự hào về những gì mà các học trò của mình đã thể hiện. "Họ là một đội bóng tốt, được huấn luyện tốt với nhiều phẩm chất xuyên suốt và một vài khoảnh khắc chất lượng đã chứng tỏ sự khác biệt. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã vượt qua thử thách một cách tốt đẹp và có rất nhiều điều chúng tôi rút kinh nghiệm từ trận đấu này sang trận đấu tiếp theo. Chúng tôi không thể quá tổn thương vì điều này.
Chúng tôi đã có những cơ hội để ghi bàn và trở lại trận đấu. Tuy nhiên đêm nay là đêm của Man United. Nhưng đối với chúng tôi, đó là một màn trình diễn tốt và tôi sẽ chấp nhận điều đó. Cuối cùng, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những điểm nhấn quan trọng nhất sau trận đấu tại vòng 4 Carabao Cup. Thứ nhất, dàn cầu thủ thể hiện được chất lượng thể lực khác biệt so với đầu mùa. Ra sân với đội hình được xem là mạnh nhất, nhiều người đã lo ngại cho thể lực của các cầu thủ trụ cột khi họ vừa cày ải cùng với đội tuyển quốc gia tại World Cup 2022. Tuy vậy, trong suốt 90 phút của trận đấu, những ngôi sao của Man United đã hoạt động không biết mệt mỏi và chẳng cho thấy bất cứ ảnh hưởng nào từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây được xem là sự cải thiện đáng kể so với đầu mùa. Quỷ đỏ thường hụt hơi so với đối thủ ở những phút cuối trận. Nhưng giờ đây, những nỗ lực huấn luyện của Erik Ten Hag đã có kết quả. Việc cải thiện về mặt thể lực sẽ giúp Man United chinh chiến tốt trong chặng đường khó khăn phía trước với lịch thi đấu rất dày đặc và họ sẽ vẫn tham dự đầy đủ trên 4 đấu trường. Có thể lối chơi vẫn chưa được nhuần nhuyễn, nhưng rõ ràng đoàn quân của thầy 10 đang dần tiến bộ hơn qua từng ngày và đó là điều đáng mừng cho hành trình tái thiết đội chủ sân Old Trafford. Thứ hai, Marcus Rashford tiếp tục chứng tỏ phong thái chủ lực. Đóng góp 8 bàn và 3 kiến tạo cho Man United sau 19 trận ở giai đoạn 1 của mùa giải, cũng như nổ súng 3 lần sau 5 trận ra sân tại World Cup 2022, Marcus Rashford đang rất cháy. Anh tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa đó bằng màn solo đẳng cấp vào lưới của Burnley. Được xếp chơi ở vị trí tiền đạo phải, nhiều người đã lo ngại cho tiến sĩ khi anh thường thể hiện không tốt ở vị trí này. Nhưng hôm nay, số 10 đã chứng minh được đẳng cấp của mình. Man United vừa kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Rashi và vẫn đang soạn một bản hợp đồng dài hạn với tiền đạo 25 tuổi. Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng của anh trong việc tái thiết đội bóng. Đứa con của thành Manchester vẫn sẽ là đầu tàu trên hàng công và sau quãng thời gian khó khăn, anh vẫn đang tiếp tục chứng tỏ mình là họng pháo chủ lực của đội bóng. Erik Ten Hag rất cần cậu học trò duy trì phong độ ổn định trong phần còn lại của mùa giải này để hoàn thành mục tiêu đã đề ra với câu lạc bộ. Marcus Rashford không chỉ giỏi tấn công mà anh còn hỗ trợ phòng ngự rất cừ. Tiến sĩ đã có tới 7 pha tranh chấp tay đôi chiến thắng trước các cầu thủ Burnley, cùng với đó là tích cực lui về giành lại bóng với một cú tắc thành công. Thật khó để ngăn cản Rashford vào thời điểm này. Thứ ba, Eriksen là món hời. Mặc dù đội tuyển Đan Mạch phải dừng bước sớm tại vòng bảng World Cup, nhưng chắc hẳn nhiều cổ động viên Man United lại cảm thấy vui vì Iron Man Eriksen có dịp được nghỉ ngơi sau quãng thời gian cày ải liên tục vừa qua. Anh cũng đã sớm trở lại Carrington để tập luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tại vòng 4 Carabao Cup. Một lần nữa, ngôi sao 30 tuổi lại tỏa sáng theo đúng với phong cách của mình. Christian Eriksen vẫn giữ vai trò cầm nhịp trận đấu. Anh bao quát tốt khu trung tuyến khi Scott McTominay có một ngày thi đấu khá tệ. Bàn mở tỷ số ở phút 27 đã thể hiện khả năng chọn vị trí và xâm nhập vòng cấm rất tốt của anh. Đây có thể sẽ là phương án tấn công hữu dụng mà Erik Ten Hag sẽ áp dụng trong thời gian tới. Và một lần nữa, chủ lĩnh trì Đan Mạch lại cho thấy sự xuất sắc của mình ngay ở trận đấu khai màn cho sự trở lại của mùa giải. Anh đang khẳng định chắc nịch rằng mình là món hời lớn nhất tại mùa giải này. Thứ tư, vận đen chưa thôi đeo bám Harry Maguire. Với việc Lisandro Martinez cùng Rafael Varane chưa thể trở lại câu lạc bộ, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để đội trưởng Harry Maguire tỏa sáng và giành lại vị trí của mình trong đội hình. Nhất là sau màn trình diễn rất tốt của anh tại World Cup 2022 trong màu áo của Tam Sư. Tuy vậy thì vận đen vẫn chưa buông tha anh trưởng khi trung vệ 29 tuổi bất ngờ bị ốm trước thềm trận đấu diễn ra. Điều này buộc Erik Ten Hag phải xếp Casemiro đá cặp cùng Victor Lindelof. Rất may là Man United đã có một trận đấu sạch lưới, dù đối thủ đã sở hữu không ít cơ hội ngon ăn. Vẫn chưa thể biết liệu Harry Maguire có thể trở lại và đạt thể trạng tốt nhất ở cuộc đối đầu với Nottingham Forest hay không. Nhưng rõ ràng là nếu anh không thể tận dụng được cơ hội trong thời gian này, đến khi Licha cùng với Varane trở lại, thời gian ra sân của trung vệ Tam Sư sẽ lại ít hơn rất nhiều. Khá đen đủi cho anh trưởng của chúng ta. Thứ năm, Casemiro được thử nghiệm ở vai trò mới. Với việc Lisandro Martinez và Rafael Varane chưa trở về từ World Cup, trong khi Harry Maguire vắng mặt vì vấn đề sức khỏe, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã chọn Casemiro ở vị trí trung vệ. Màn trình diễn của anh trong vai trò mới là không hề tệ. Trong 90 phút trên sân, tuyển thủ Brazil có 6 lần phá bóng, 2 lần chặn cú sút, 1 lần tắc bóng và 2 trên 3 lần tranh chấp tay đôi thành công. Tỷ lệ thắng không chiến của Casemiro cũng đạt 50%. Chiến lược gia người Hà Lan rất thích những cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí trên sân. Và dạng sáng nay thì cựu sao Real đã chứng minh được điều đó. Xét tổng thể, Casemiro đã chơi ổn trong ngày thi đấu trái sở trường.
Một cái tên đa năng như số 18 sẽ giúp Erik ten Hag dễ dàng xoay tua nhân sự ở nửa sau của mùa giải, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford vẫn tham dự đầy đủ 4 đấu trường. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!